phố mới Hòa Loan, Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Kính chào quý khách. Ngày 1 tháng 3 năm 2020, nhà hàng bắt đầu khai trương phục vụ quý khách. Trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, với đầy đủ các tiện nghi, tầng 1, phòng lễ tân, tại đây có từ 10 đến 15 bàn ăn, phục vụ khách tại chỗ với nhu cầu đông người, nhanh chóng và thuận tiện. Tầng 2, phòng tiếp khách, sang trọng, lịch sự, là nơi gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp đồng công việc. Tầng 3, với 2 phòng VIP. Phòng VIP số 2, bàn ăn tròn, có từ 10 đến 12 chỗ ngồi, thuận tiện cho việc vừa ăn, vừa trao đổi công việc và các món ăn theo sở thích cá nhân. Phòng VIP số 3, dành cho khách ăn lẩu, có 6 bàn, phục vụ theo phong cách Nhật Bản, thuận tiện cho việc tổ chức sinh nhật, họp nhóm. Tầng 4, phòng hội nghị, có sân khấu với trang thiết bị âm thanh hiện đại, dàn karaoke kỹ thuật số thuận tiện cho việc tổ chức hội nghị, sự kiện, họp lớp. Phòng có thể thực hiện đảm nhiệm từ 50 đến 60 khách, có chỗ ngồi trang trọng, lịch sự và thoải mái, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Với những đầu bếp có trên 10 năm kinh nghiệm, đã từng phục vụ tại các khách sạn lớn Hà Nội, với đủ các món ăn Á, Âu, đội ngũ nhân viên nhanh nhẹn, lịch sự và tận tâm. Đến với Bò Tơ Quán, quý khách sẽ được thưởng thức các món ăn bò tơ xào, bò tơ nướng, bò tơ hấp, cuốn, sông hơi, lẩu bò tơ, hay các món gà, cá, ếch, cơm, xôi mì và nhiều các món ăn đặc sản khác. Đến với nhà hàng Bò Tơ Quán là quý khách đến với sự yên tâm về thái độ phục vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Đặt bàn xin liên hệ Chu Anh Quang và Đỗ Thị Thúy Vân. Điện thoại 0982 002 974 vào các giờ trong ngày. Bò Tơ Quán hân hạnh được phục vụ quý khách.